vật vờ mà chị thấy cũng cũng còn ổn thì giờ chị bỏ. Nếu mà là làm đúng 8 tiếng mà sáng ra 4:30 chiều là mới được nghỉ, cứ làm liên tục y chang mình làm ở công ty á, mình nhận 10 triệu thì coi bây giờ làm ở Philips thì nó ra bao nhiêu. em có thời gian, thế là em chạy 4 sản phẩm thì đọc có một sản phẩm là ra sale thì ba cái kia mình tắt, thế là chạy một sản phẩm thôi, chạy một sản phẩm. Nên ví dụ như tháng vừa rồi nhé, bán được có 6 sale thì được là 412 đô, Hả? 412 đô mà 6 sale được, sao 6 sale được 412 đô nhỉ? Chị thì tôi đang phải 6 sale đâu, em nghĩ là nhiều hơn đấy. À, chắc là nhiều hơn đấy nhỉ? Ừ. Dạ. Chả biết đây ở ở trên cái Affinet này này, nó tổng kết là cái tháng vừa rồi của mình là được 412 đô. Chi phí bao nhiêu? 1 với 1 bằng 2. À cả cái này kia nữa, 412 đô đúng rồi. Thì chi phí mới tổng mới có mất 71 đô thôi. Vậy hả? 412 đô mà mất có 71 đô đúng không? Ừ. Chị chạy ít quá chừng luôn rồi. Ít click, cái là chị hiện chị chạy theo kiểu là rất là ít click nhưng mà đã có click thì có Tầm khoảng 22 click là nó có sale. sale quá tốt Một rồi. ngày chỉ mất 22 click thôi thì khoảng 2-3 hôm thì nó lại có. Thì tối hôm kia đấy, hôm kia học ấy, thế xong rồi vì sau buồn ngủ quá thế là làm một cốc cà phê, thế là không ngủ được. Không ngủ được thế là làm thông đêm luôn. Tới Thế là sáng luôn hả? làm từ tối thì đến tầm 3 giờ à? Nó nòi ra một cái sale. Group luôn đấy, buồn cười.